Xin chào các bạn. Nè, mình làm món gà hấp rượu đậm chất miền Tây nha các bạn. Nay mình có con gà này tầm khoảng chắc ký rưỡi ký bảy các bạn. Chén rượu đây mình không có tại vì mình nó Úc không có xài rượu đế rượu trắng giống như Việt Nam các bạn. Mình xài rượu này rượu mạnh nha các bạn. Rượu này nó nặng tới 45 độ luôn các bạn. Nãy mình đã có ốp gà này rồi nha các bạn. Ốp tỏi băm với nửa muỗng muối với nửa muỗng bột nêm nha các bạn. Tại bên đây mình không có xài bột ngọt nên mình xài bột nêm nha các bạn. Giờ đây mình bắt đầu mình bật lửa lên nha các bạn. Mình làm theo kiểu miền Tây các bạn. Mình ở Kiên Giang ở miền Tây nha các bạn. Đây mình cho rượu vào nồi nha các bạn. Thấy nó hơi nóng nóng lên thì mình cho giữa gà là vào nha các bạn. Hấp với cũng tầm khoảng 25 đến 30 phút mới xong nha các bạn. Trong lúc chờ đợi gà chín thì mình tranh thủ làm nước chấm nha các bạn. Nước chấm mình làm cũng đơn giản nữa các bạn ơi. Lá chanh nha các bạn, lá chanh mình thái ra hình sợi như này các bạn. Mình cho một ít đường thôi nha các bạn, tùy vào khẩu vị ăn của mọi người nha các bạn. Mình thì xài ít đường luôn các bạn ơi, với một ít muối nha các bạn. Mình cho một ít tiêu vô, tiêu xay nha các bạn. Và một lát chanh nha các bạn. Rồi xong các bạn, chấm mình làm đơn giản thôi nha. Chanh cho chút chanh đi các bạn. Rồi nha các bạn. Mình chấm ăn rất là ngon các bạn. Giờ gà mình hấp xong nha các bạn. Rất là thơm ngon nha các bạn. Gà nóng ánh luôn các bạn ơi. Mời mọi người ăn với mình nha. Mình ăn có con gà này các bạn ơi. Mình xé luôn nha các bạn. Wow. Ngon quá bạn. Mời mọi người nha. Nước chấm rồi bạn. Rất đậm đà thơm mùi chanh nữa các bạn.
Hấp đơn giản ngon đó bà ơi, đậm chất miền Tây lắm. Thì hát vậy ăn nó ngon các bạn. Quá ngon. Nước coca các bạn. Tâm sự với các bạn chút xíu về tình hình dịch bệnh ở bên Úc nha các bạn. Ở bên mình ở bây giờ dịch bệnh, giờ tình hình ở nơi mình ở giờ rất là căng nha các bạn. Bây giờ là mình đi không quá 5 cây số nha các bạn. Nếu mình đi xa quá thì nó không được, cho ban đêm 8 giờ tối là tới 5 giờ sáng bây giờ giới nghiêm. Tình hình bây giờ là một ngày như vậy là trung bình là ban mình ở là Victoria các bạn, mình ở vùng Chilon. Bây giờ là nơi mình ở là sát mình ở chỉ vài cây số thôi là có người bệnh nữa các bạn, tầm khoảng 7-8 cây số rồi. Vừa rồi thì cách ly thì người bệnh thì chính phủ cách ly ở nhà thì người Việt của mình các bạn 51 tuổi bị chết trong nhà luôn các bạn, nhưng mà không có hay, tới một tuần lễ thì bullet mới hay các bạn. Giờ chính phủ Úc cũng khuyến khích mọi người đi xét nghiệm virus corona các bạn. Nếu mà mình đi xét nghiệm thì mình sẽ được chính phủ Úc tài trợ cho mình 450 đô nha các bạn. Nhưng để được 450 đô đó thì mình phải ở nhà nha các bạn, trong vòng mà nó khám thì trong vòng 3 ngày hoặc 4 ngày sẽ có kết quả.
Thì trong 3 ngày hoặc 4 ngày đó, đó thì nếu mình ở nhà thì mình sẽ được 450 đó, còn mình đi làm á, mình nói mình không ở nhà được á, tại công chuyện mình buộc mình phải đi á, thì mình sẽ không được hưởng 450 nữa các bạn. Cái đó là mình đi khám để biết thôi, còn nếu mà như mà mình như là quen mà tí thì mình có người bạn đi, bạn mình bị bệnh á, thì mình đi khám thì buộc mình phải ở nhà đúng 2 tuần nha các bạn. Trong 2 tuần đó thì mình cũng được tài chính phủ cho 1.500 đô nha các bạn. Nói chung nhưng mà nhiều người cũng ngại vấn đề đi khám đó các bạn ơi. Đi khám khi người ta sợ như là máy móc người kia sợ nó sai nó quan các bạn, nó báo mà bệnh rất là khổ quá. Giờ ở đâu cũng vậy, giờ bệnh ở Việt Nam mình cũng nghe nói bệnh cũng nhiều các bạn. Úc này vô tại mình xứ mình giờ ở bang mình đã đang mùa đông á các bạn, mùa đông lạnh thì cái con voi gợt này nó chịu, nó thích lạnh đó các bạn không. Giờ mà mình đi ra ngoài mà phải đeo khẩu trang vô, chứ không đeo khẩu trang là bị phạt 200 đô nha các bạn. Ngày nào tin tức cũng đưa lên toàn tiểu bang của mình là cũng tầm khoảng chừng 100 mấy chục người đang bị bệnh. Chung bây giờ mà đi đâu rồi cũng ngại lắm các bạn ơi. Nếu như mà mình ra ngoài mà thấy như tay mà thấy như mình mà bị ho đó các bạn, nếu mình ho nhiều quá là nó sẽ giữ mình lại và buộc mình đi khám đó các bạn. Hấp bằng rượu mà loại rượu mạnh này nó nhìn này, gà nó ngon các bạn ạ. Rượu hấp mà nãy mình coi lại rồi với 47 độ mà. Mình kết thúc buổi live buổi hôm nay các bạn. Bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những buổi live khác nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và ủng hộ mình một đăng ký nha các bạn. Bye và hẹn gặp lại các bạn vào những video mới của mình nha. Bye, thank you.